vượt qua những rào cản, những định kiến về giới, sẵn sàng dấn thân theo đuổi ước mơ và biến ước mơ trở thành hiện thực. Đó là một trong những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại Lâm Đồng, từ thực tiễn cuộc sống và trên từng lĩnh vực công tác, xuất hiện không ít tấm gương phụ nữ đã và đang nỗ lực hoàn thành thiên chức của một người mẹ, người vợ, vừa phấn đấu nhiệt huyết với những ước mơ. Họ đã trở thành những cánh chim đầu đàn trên từng lĩnh vực ngành nghề mà mình vẫn hằng đeo đuổi. Sau 14 năm gắn bó với nghề gõ đầu trẻ trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn giàu truyền thống cách mạng, năm 1992, cô giáo Triệu Thị Sa rời quê hương Cao Bằng vào thôn Thanh Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà lập nghiệp. Nghề gõ đầu trẻ vẫn gắn bó mãi với bà cho đến ngày nghỉ hưu theo chế độ. Rồi Sa phấn cán mảng đen với sự nghiệp trồng người, bà Sa quay về chăm lo cho mái ấm gia đình nhỏ của riêng mình. Cuộc sống hạnh phúc gương mẫu, ấm tình làng nghĩa xóm của nữ đảng viên Triệu Thị Sa đã một lần nữa được nhân dân địa phương tin tưởng. Năm 2015, bà Sa được các đảng viên ở khu dân cư tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Vốn là một trong những người làm công tác quản lý nhiều năm, bà Sa hiểu rõ, để xứng đáng với niềm tin của quần chúng nhân dân, người cán bộ phải luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào ở khu dân cư. Với suy nghĩ đó, bí thư chi bộ Triệu Thị Sa đã tiên phong trong mọi hoạt động. Từ việc nuôi dạy con cái nên người đến công tác xã hội, bà đã không quản ngại khó khăn, sát cánh cùng các đoàn thể chính trị tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, chăm lo phát triển sản xuất, nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương. Với suy nghĩ việc gì dù là nhỏ nhất có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho đảng cho dân thì phải tránh, bí thư chi bộ Triệu Thị Sa đã luôn có mặt ở mọi lúc mọi nơi dân cần. Do gần gũi với nhân dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nên rất nhiều việc khó mà bí thư chi bộ Triệu Thị Sa tham gia đều nhanh chóng tìm được tiếng nói đồng thuận của quần chúng nhân dân. Đơn cử như việc vận động nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng từ cải tạo nâng cấp các tuyến đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, trồng hoa trên các đoạn đường liên xóm, đối ứng làm đường bê tông, vân vân. Cùng với cả hệ thống chính trị, những đóng góp thầm lặng của người phụ nữ phát tù và hàng tổng ấy đã làm cho bộ mặt của vùng nông thôn Thanh Bình ngày càng giàu đẹp và văn minh. Ở phụ nữ cộng đồng hoạt động mạnh về cái chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ người dân tộc thiểu số này, rồi thì phụ nữ làm chủ gia đình này, rồi phụ nữ chăm sóc con cái, rồi phụ nữ hoạt động xã hội ấy. Thôn lại có một tổ phụ nữ cộng đồng, cho nên là cũng hoạt động khá mạnh. Riêng với phụ nữ của thôn Thanh Bình thì nhìn chung là chị nào cũng là tay hòm chìa khóa tài chính của gia đình, cho nên là làm chủ gia đình này đấy, con cái học hành, đưa đón con cái, rồi con cái học hành làm sao thì đều có chính kiến của mình trong đó cả. Đấy là một cái mà phụ nữ của thôn thì hoạt động được bình đẳng đấy. Không còn là giấc mơ, mong ước trở thành người phụ nữ của buôn làng ngày nào mà bác sĩ Cao Phương Thảo ấp ủ nay đã trở thành hiện thực. Cầm tấm bằng chuyên khoa 1 răng hàm mặt trên tay, bác sĩ Cao Phương Thảo về nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện Đam Rông. Trải qua một quá trình nỗ lực phấn đấu, Thảo đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác và đóng góp sức trẻ của mình vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân ở huyện vùng sâu Đam Rông. Tận tụy với công việc, xem người bệnh như người thân trong gia đình mình. Nơi nào có sự hiện diện của bác sĩ Cao Phương Thảo thì ở nơi đó người bệnh có thêm nhiều niềm vui và lòng can đảm vượt qua mọi trở ngại về tâm lý trong quá trình điều trị. Nhận trách nhiệm là trưởng khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế huyện Đam Rông, Cao Phương Thảo luôn không ngừng tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo đạo đức của người khoác áo blue trắng. Bệnh nhân quý mến, đồng nghiệp tin yêu, bác sĩ Cao Phương Thảo như được tiếp thêm nguồn lực tinh thần, xây dựng, bảo vệ và áp dụng thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có lợi cho chuyên môn nghiệp vụ của mình. Với một
vai trò là một bác sĩ ở người dân tộc, dân tộc thiểu số tại chỗ này, tôi đã cố gắng học tập, tiếp thu, mang lại những kiến thức từ nơi khác về. Và qua bên cạnh đó tôi cũng phải cố gắng truyền tải những cái nội dung đó theo những cái mức kiến thức mà người dân họ sẽ hiểu và tiếp nhận như thế nào. Thì qua cái quá trình đó thì tôi thấy là người dân họ cũng có những cái bước thay đổi và cũng có những cái bước tiếp nhận và được hưởng thụ những cái dịch vụ y tế một cách tốt hơn ạ. Khó có thể kể hết nỗi vất vả khó khăn và những thử thách mà những người phụ nữ khoác bộ quân phục như thiếu tá Tạ Thị Hồng Anh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Đức Trọng đã phải trải qua để gắn bó với con đường mà mình đã chọn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, Hồng Anh đã sớm trui rèn cho mình một khao khát trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Niềm tự hào ấy đã trở thành nguồn sức mạnh nội lực giúp Hồng Anh vượt qua mọi rào cản về định kiến giới, gắn bó hết mình với nhiệm vụ. Dù trên cương vị công tác nào, nữ thiếu tá Tạ Thị Hồng Anh cũng đều làm việc hết lòng hết sức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khéo léo vun vén thu xếp công việc gia đình, nghề nghiệp đã rèn luyện cho Hồng Anh một tư duy làm việc khoa học, sự kiên trì trong quá trình nuôi dạy con cái và làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, người vợ đi đôi với trọng trách của một chiến sĩ công an nhân dân. Đối với mỗi một cán bộ chiến sĩ của công an huyện Đức Trọng nói riêng cũng như là cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh Lâm Đồng nói chung thì tất cả chúng tôi đều là có luôn luôn là khắc ghi cái câu đó là vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Chúng tôi luôn là ghi nhớ đó là thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui lẽ sống của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình. Nên cho nên cái nhiệm vụ này đối với chúng tôi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ cũng là một niềm vui. Làm sao để hoàn thành cái công tác chuyên môn lẫn cũng như đó là cái công tác gia đình thì đã được cái sự chia sẻ cảm thông, với hai nữa là ủng hộ tuyệt đối thì để cho tôi hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ được giao. Và đối với cái việc mà chăm sóc gia đình chồng con thì nói chung là tôi có một cái kế hoạch riêng cho bản thân, và hai là sắp xếp công việc giữa công việc chuyên môn của mình với công việc gia đình để làm sao đó để cái công việc nó hoàn thành một cách tốt nhất. Xã hội ngày càng phát triển, năng lực cá nhân của mỗi một con người sẽ ngày càng được giải phóng, tìm thấy nhiều cơ hội để hoàn thiện bản thân trên bước đường lập nghiệp. Ở đó, mỗi một người phụ nữ sẽ luôn tìm thấy nhiều cơ hội khi biết vượt qua những định kiến và khoảng cách về giới để phát huy mọi sở trường trên con đường đi đến sự thành công.